Lâm đang đứng ở quốc lộ 80 nè quý vị. Hôm nay Lâm sẽ xin quay cái kênh rồi của Tân Hiệp để chúng ta cùng xem các nét thay đổi ở đây như thế nào nhé. Ở đây mời quý vị cùng Lâm đi từ đầu kênh ở quốc lộ 80 đi về phía trong. Lâm đang đi ở phía bên tay trái của kênh, còn tay phải thì không có đi. Đây là trường tiểu học thị trấn Tân Hiệp 2. Đây thuộc khu phố Đông Hưng của thị trấn Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đó quý vị. Đây là phía trong của thị trấn Tân Hiệp đó quý vị. Kinh đã được bê tông quá toàn bộ hết trơn, hai bên dọc kinh nè. Chút nó chắc làm hơi đi qua phía bên đây nhà tay phải quá, vì được làm đây đường đan mới rồi. Đường ở đây hơi dốc quý vị ơi, để Lâm quẹo qua bên tay phải thôi. Đây là đường lộ đang đã hoàn thành rồi quý vị. Ấp kinh 10B thị trấn Tân Hiệp đó quý vị. Đường đan đã được trải nhựa lại, rất là đẹp. Đường áp kinh hai bên đường nào cũng tương đối là rất là dễ dàng đi lại hơn. Ở bên tay trái thì nó hơi sấp hơn chút, tại vì làm không có được gọi là chân chu lắm, nhưng mà được bê tông quá rất là chắc chắn. Đây còn ốm số cây mai vàng nó còn đang nở đó quý vị, nó mới qua gần qua Tết khoảng mấy ngày thôi.
Lâm đi có kênh 7, kênh 8, kênh 5, kênh 6 bờ ke hay kênh 6 tàu hơi á, thì không có lục bình bằng nhiều, không có lục bình luôn quý vị. Nhưng mà Lâm để ý á, thì như là kênh 10 này á, là lục bình là nhiều nhất, hầu như là đầy, nhưng không có ghe chạy cái kênh này luôn đó quý vị. Thì thấy lục bình không ạ? À? À, đây Lâm có giới thiệu mấy lần trước là cái đầu tẻ xuống gạch sỏi đang được làm này, con đường mới nè quý vị. Một cái đám cưới mới xong rồi. Trời rất là nóng. Dọc các đường ở Tân Hiệp á quý vị, thường buổi trưa thì cũng rất là ít xe cộ, thường là nghỉ ngơi, và lượng người dân ở đây thì đi làm xa thì Lâm có nghe là cũng tương đối nhiều. Chú thì có một số nhiều xe hơi lắm đó quý vị. Có một số nhà Lâm đi là thấy xe hơi là đậu trước nhà.
nhà thờ giáo xứ Thanh Đa Minh, Thánh Đa Minh quý vị. Trời rất là trong xanh đó quý vị. Ở đây làm rất là thích cái không khí rất là yên tĩnh ở đây. Rất là tĩnh lặng. Không có xô bồ giống như là ở các thị trấn đó. Hay là các khu dân cư. Đây có bà con luôn á. Ở chú mình gặt hết hả chú? Chưa hả? Năm nay trúng không chú? À gặt lúa sớm hả? Dạ. Ủa mà chú ơi, ở đây chủ yếu mình là làm nông thôi hả chú, có còn làm gì khác không? Nông chăn nuôi. À chăn nuôi hả? Dạ. Con cảm ơn chú, con đi quay dọc dọc ở đây. Quay gì ạ? À đây thì lục bình ít hơn, hai bên đó thì Lâm thấy có một số cho dọc trục đường ở đây là thấy bà con có trồng các loại hoa nhìn rất là đẹp, đặc biệt là ở phía sau những cái kinh như là kinh 10, kinh 9 đó quý vị, thì ở đó có nhiều bà con trồng hoa lắm, trồng hoa 10 giờ nè. Ở đây là kinh Đồng Dông rồi chứ, ở đây như là kinh Đồng Dông rồi đó quý vị. Ở phía trong thì theo lời người dân là có nhiều bà con đang thu hoạch lúa, còn ngoài là cắt lúa sớm rồi quý vị.
À, kênh 10 này thì nó nằm ở phía bên, nếu mà đi từ Gạch Giá lên Cần Thơ thì nó nằm ở phía bên tay phải của quốc lộ 80 đó quý vị. Thì kênh 10, hết kênh 10 thì chúng ta chạy qua bên kia nữa thì nó qua bên bên Dòng Ghiền, nó với huyện Dòng Ghiền của tỉnh Kiên Giang, còn đây là huyện Tân Hiệp. Mới thấy một người dân chạy dọc đường, còn về buổi trưa thì trời hơi nắng nên nghỉ ngơi là chủ yếu rồi. Ở đây em rất thích những cái cây cầu làm các chắc chắn. Có bà con hơi chọc hỏi, đây những cây mai nhìn rất là đẹp quý vị. Nhà rất là khang trang.
ở đây sẽ thích hợp với những người thích không khí yên tĩnh và trong lành của quê hương đó quý vị. Chỉ nghe tiếng chim chóc rồi tiếng muỗi hay là tiếng dế vào ban đêm thôi, ban ngày thì chỉ nghe tiếng chim chóc chủ yếu. Rất là bình yên quý vị. Thấy là có một số nhà người ta phơi lúa đó quý vị, thì đây cách sớm xuống rồi. Ở đây bà con nếu mà có mua máy cày thì Lâm thấy rất là nhiều nhà mua máy là Kubota của Nhật đó quý vị. Máy của Trung Quốc đó thì không có thấy đi dọc đường Lâm thấy rất là ít bà con đang chủ yếu là đã nghỉ ngơi rồi. Ở phía xa xa là máy đang cắt lúa đó quý vị. Lúa nó đã chín vàng hết trơn rồi. Đây. Ồ, ruộng này sập hơi nhiều à. Hơi khó cắt. Cái này là phải cắt tay, hiện giờ cắt tay rất là mắc. Còn cắt máy thì nó rẻ hơn. Những cái máy để vận chuyển lúa nè quý vị.
đây có bà con trồng bắp, ngoài kia là lúa. Có rất là nhiều cái máy cắt ngoài đó làm đếm được tới 3 cái, ngoài kia 1 cái nữa là 4 cái. Ở đây rất là mát, hai bên là những cái cây chuối che hết trơn quý vị. Cái này là gần gần cuối kinh 10 đó quý vị. Ở đây thì có những cái đặc biệt là chẳng hạn như là từ kinh 9 kinh 10 thì ở đầu kinh A thì nó lại là cuối kinh so với quốc lộ 80, kinh 10B thì nó ở đầu quốc lộ 80, rồi kinh 10A thì nó ở cuối kinh. Còn từ kinh 6, kinh 8 và kinh 7 thì đầu kinh đó là AB là quý vị. Đây là cuối kinh 10 rồi đó quý vị. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Về Tân Hiệp nha. Dạ. Ở đây quay ở cuối của như là ấp Thành Tây nè quý vị. Đường kinh đã được bê tông quá. Có rất là trồng rất là nhiều hoa hai bên dọc đường, rất là đẹp. Các quý vị thấy ở cuối cái kinh này là đã được bê tông quá. Đây là ấp Thành Tây của xã Thành Đông quý vị. Là cuối từ kinh 10 đến kinh 6 thì đó là ấp Thành Tây. Hai bên đó là có rất là nhiều hoa được trồng, hai bên rất là đẹp quý vị. Đường quê ở Việt Nam mình có những cái đường quê rất là đẹp, có rất là nhiều loại hoa được trồng ở hai bên dọc. Đây là bến đò kinh 10 nè quý vị. Rồi xin hẹn gặp lại, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này. Nếu có quý vị có thắc mắc hay là muốn có những cái trao đổi gì thêm, quý vị có thể comment ở phía dưới, hoặc có thể nhắn tin inbox riêng cho Lâm cũng được, hoặc là gọi số điện thoại Lâm có để trong cái danh sách ở phía dưới đó quý vị. Xin cảm ơn quý vị.